đang nằm nghỉ sau nhậu, đối tượng Vũ Quốc Sơn, 43 tuổi, phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, bị ông PTC, 46 tuổi, chú cùng phường, cầm dao nắm cổ áo, đe dọa và tát một cái vào mặt. Sơn liền vào bếp lấy một con dao bầu, đâm một nhát trúng vào vùng ngực của ông C, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ. Nạn nhân sau đó đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Cơ quan công an vừa có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Sơn để điều tra về hành vi giết người.